Bố ơi, bố ơi, sếp đi đổi màu rồi sếp. Em xin tiền kéo, quên mất anh Bum bảo là con xe đấy mua trả. Con xe nào? Con xe anh đua hay sao ấy. Đấy, con đúng em rồi, vượt đúng trả rồi, vào, đây, kéo cái đây, ra bên đấy. Thế để tôi khổ thực sự. Để ta mạnh nhỉ. Tự nhiên mình thấy màu của con này nó bình thường đấy. Tại sao trước mình đi sơn màu như này nhỉ? Rõ ràng mình có thể sơn đen đánh đỏ vào, mẹ trông sang hơn hẳn ngay. Cay thực sự. Xe của bạn đây nhé.